Mến chào quý vị và các bạn, mến chào các bác các anh em. Và tiếp tục clip ngày hôm nay bên em đã lên toàn bộ lúc man luôn các anh nhé. Và trước khi đi vào cái phần giới thiệu thì bên em sẽ có luôn cái biển tên là Quang Huy Audio. Và số điện thoại bên em thì có một số duy nhất và cả Zalo cũng vậy các anh nhé. Nếu các bác anh em cần thì có thể là kết bạn Zalo để em gửi hình chi tiết các anh em nhé. Và trong clip ngày hôm nay thì có toàn là lúc man anh em nhé. Đầu tiên là con lúc man, con này thì có mã là L550X các bạn nhá. Đấy, mặt mũi rất là đẹp luôn. Đấy, mặt mũi rất là đẹp, nút đỏ rất đẹp luôn. Con này nó chạy là mạch class A đua các bạn nhá. Đấy, vì thế cái mạch nó càng nóng thì càng hay các bạn nhá. Con này thì con lúc man 550X này có thời điểm là nhiều anh em bán nó lên đến 15-16 triệu các bạn nhá. Nhiều thời điểm bán lên 15-16 triệu bởi vì cái dòng này nó đánh tân noi các bạn nhá. Dòng này nó đánh tân noi, cái âm hình của nó rất là rộng luôn các bạn nhá. Âm hình của con lúc man 550X này âm hình rất là rộng và tiếng nó ngọt ngào như đèn các bạn nhá. Tiếng nó ngọt ngào như đèn đấy. Và con này thì nó cái vỏ gỗ màu vân gỗ đỏ rất đẹp này nhá. Vâng, như con lúc man 550X này thì bên em đang giao lưu các anh em với mức giá rẻ hơn thị trường quá là nhiều luôn. Bên em giá tốt thì cũng muốn được để giao lưu các anh em giá tốt các anh em nhá. Đây các anh em nhìn này. Đấy, mặt mũi đẹp tính con luôn rồi nhá. Kể cả các anh em chơi hay các anh em bay nó cũng sướng cái tầm mắt. Rất đẹp luôn. Vừa nghe cũng đã đưa camera đi xung quanh cái mặt của nó, các anh em có thể quan sát rồi. Rất đẹp các anh em nhá. Và con lúc man 550X này bên em đang giao lưu các bác anh em với mức giá là 10.500.000 đồng các bạn nhá. 10.500.000 đồng em giá hoàn được các anh em đang cái mức giá này lên rất là nhiều anh em chửi bởi vì để cái giá thấp quá các bác anh em nhá. Để cái giá thấp quá bởi vì hôm trước em có đang giảm thôi mà nhiều anh em vào comment những lời bảo là bán rẻ quá nhưng mà thôi. Bởi vì muốn để các anh em giá tốt mà các anh em nhá. Giá cứ siêu tốt để cho các anh em kể cả dân hay thợ thì về mua về bán cũng được các anh nhá. Đấy, hàng hóa thì đẹp lung linh rồi. Và bên trên là một con nay lại về thêm các anh nhá. Lại về thêm con Lookman, con này là con 507 em nhá. Lookman con này là con Lookman L507, mặt nó hơi ngả nó màu vàng một chút. Nó cũng chỉnh bát chép ba lăng. Thôi nhá, chỉnh bát chép ba lăng như như bình thường. Con này thì máy chạy là 4 con sò sắt neck và cái phần tiền kích của nó thì nó chạy là 4 con tiền kích sắt các anh nhá. Đấy, con này thì được trên hội các anh em đánh giá rất là cao, đánh JBL, đánh AR cũng tuyệt vời, đánh rất là tuyệt vời. Và con 507 này thì bên em đang giao lưu các anh em với mức giá là 7 triệu nhá. 7 triệu các anh em có thể tham khảo giá trên thị trường. Giá trên thị trường thì nó cũng chả bao giờ rẻ đâu các bạn nhá. Chả bao giờ rẻ đâu, đấy, cái vỏ của nó rất là đẹp luôn anh em nhá, vỏ lúc man mà. Đấy, con này thì về còn đầy đủ dây nguồn zin các nhá, đầy đủ dây nguồn zin luôn. Các anh em nhìn này, đấy, đầy đủ dây nguồn. Đầy đủ dây nguồn, các anh em về cắm chơi ngon luôn. Lookman 55 à xin lỗi các anh em, Lookman 507. Lookman 507 chỉ có 7 triệu thôi các nhá. Chỉ có 7 triệu một dây nguồn zin. Và bên trên là Lookman 505X các nhá. Con này thì nó cái đúng đọc đúng model của nó là Lookman SQ505X. Đấy, mặt con này thì mặt là nhôm màu trắng sáng. Đây các bạn nhá. Cũng chỉnh bát chép và cắt tần số như con Lookman khác. Cái dòng Lookman thì nó thông thường nó sẽ có hai cái cổng cắt tần số các bạn nhá. Cắt tần số bát chép. Đấy, con này máy chạy cũng là 4 sò sắt em nhá, 4 sò sắt. Và con này thì em cũng đã bán cho một anh khách ở Hà Nam, các bạn nhá, hỏi ở Hà Nam, không đâu sao cả. Cũng bán cho một anh khách ở Hà Nam có một con y hệt như con này luôn. Như con Lookman 505X này. Anh về anh đánh AR3 bánh tiêu, đánh tiếng rất là ngọt ngào mềm mại luôn các bạn nhá. Đánh tiếng rất là ngọt ngào và mềm mại luôn. Đấy. Và con Lookman con này là con Lookman 505X này thì bên em đang giao lưu các bác anh em với mức giá các bạn nhá là 5.800.000 đồng các bạn nhá. 5.800.000 đồng. Đấy, đánh ba AR3 bánh tiêu đánh ngọt ngào luôn. Vỏ gỗ và lúc mang thì nó như nhau, cảm giác này nó đẹp.
Và đây đằng sau của tôi nhé, đây đằng sau của cái con Lukman 575. Đấy, cái dòng này thì nó hay về, nó hay bị oxy hóa cái nhựa các nhá, oxy hóa cái nhựa màu đỏ rất hay bị luôn. Đấy, và con bên dưới này. Đấy, con bên dưới thì còn đầy đủ hơn các nhá, con bên dưới thì còn đầy đủ hơn. Đấy, hàng hóa về còn chưa vệ sinh luôn các nhá. Còn đằng sau đây là đằng sau có Lukman 550X này. Đấy. Công suất của nó là 310W các nhá, 310W. Đấy, vàng ươm luôn, vàng ươm những con đây đây, chạm kháng loa đây. Con này đánh từ 4 các bạn nhá. Đấy, đánh chẳng kháng loa đây. Đấy các bạn nghe. 816 luôn các bạn nhá. AB 816 luôn. Còn là A hoặc B là đánh từ 4 đến 16. Đánh hai cầu loa thì là 8 đến 16 các bạn nhá. Đấy, con này thì có thể tách ra này, làm dề hoặc làm bao luôn này. Đấy, đằng sau đít đáy của nó đẹp xuất sắc như này mà các bạn anh em. Các bạn anh em tội gì mà không chơi ạ. Chưa đến 12 triệu, thị trường con này phải hơn như là đang vậy. Các bạn anh em nào nhanh tay thì có thể mua được các bạn anh em nhé. Đấy, cảm ơn các bạn anh em đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái và chào tạm biệt, hẹn gặp quý vị và các bạn trong những clip tiếp theo.